Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cắt một con thỏ mẫu như thế này nha các bạn. Rồi các bạn cùng mình hướng dẫn cắt ha. Mình sử dụng một tờ giấy có kích thước 15cm x 15cm nha các bạn. Rồi bắt đầu mình gấp lấy dấu nha. Mình gấp lấy dấu nha. Rồi mở ra phía sau mình gấp tiếp nha. Mình thấy giống như thế này nha các bạn. Rồi bắt đầu mình mở ra mình gấp vào này ha. Đây mình gấp vào thế này. Rồi mình gấp ha. Mình gấp bốn góc vào nhau, mình gấp vào như thế này nha các bạn. Đây mình gấp vào như thế này ha. Đây mình gấp vào, đây mình gấp tiếp vào luôn nha các bạn. Rồi đây cũng vậy không ạ. Rồi mình gấp tiếp vào. Rồi mình gấp tiếp vào. Mình gấp vào như thế này. Mình gấp tiếp vào ha. Đây, mình gấp tiếp vào. Đây, rồi mở ra phía sau ha. Mình cũng gấp vào như thế này luôn nha các bạn. Mình mở ra phần trên mình gấp xuống như thế này ha. Đây mình gấp phần này cho mình mở ra. Đây, rồi mình mở từ vị trí này mình mở ra. Cái đường dấu gấp ngang đây mình mở xéo cái này nha các bạn, mở cái này ha. Này gấp bằng cái này ha. Rồi mình đây mình gấp tiếp vào nữa các bạn. Như thế này ha. Rồi mình gấp tiếp một lớp nữa nha các bạn. Nhốt cho im ha. Đi vào một lớp nữa. Đây như thế này. Đây cũng vậy nha. Thổi cho nó phình lên nha các bạn.
hơi ngoài. Ai sao mẫu con thỏ như thế này à? Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình hướng dẫn gấp con thỏ mẫu như thế này ha. Các bạn nhà video sao? Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình gấp. Xin chào các bạn.